Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 33 của bộ truyện kiếm hiệp Hắc Nhỏ, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 33 của bộ truyện. Độc tâm Phật đắc ý cười như điên cuồng nói toàn tú tài Người chịu thua rồi chứ Các hạ đang mơ mộng đấy ư Lão Phu ra tay lần nữa Chắc là người không chết cũng phải trọng thương Thì các hạ cứ ra tay thử xem nào Toàn tú tài Người cứ ngả ngạnh như vậy Tất là sẽ thành sự thật đấy Ai nói thế <laughs> Người chưa thấy quan tài Chưa đổ lệ chẳng người cứ ra tay đi đây là ước hẹn sống chết đêm nay không có ai chết thì không xong đâu toàn tú tài lão phu rất thương tiếc chẳng muốn giết chết người đâu nhưng mà tại hạ lại quyết tâm lấy mạng của lão <laughs> toàn tú tài câu nói này của người khiến lão phu thay đổi ý kiến các hạ thay đổi ý kiến như thế nào ngươi là nhân vật nguy hiểm lưu lại trị họa bất lợi mật hồi bây giờ lão phủ quyết định phải giết người rồi đình hạo cũng phá lên chẳng cười như điên cuồng nói độc tầm phật tốt lắm như thế mới đánh cá mạng sống được toàn tú tài như thế ngươi còn cười được hay sao tại sao ta không cười được ngươi chết tới nơi rồi nên phải tự thường xót cho mình chứ. Đồng thời cũng đau xót đau buồn cho Nico ấy. Tiểu tử người ngạo nghễ đến nỗi chết cũng chẳng sợ. Quả thật, trên thế gian này hiếm có người như người. Độc tâm Phật, trước khi người chết hoặc là ta vòng, người có bằng lòng trả lời hai câu hỏi của ta chẳng? Tiểu tử kia, coi như đây là di chúc của người. Người cứ hỏi đi người dùng thủ đoạn cay độc giết chết diêm đồ sứ giả và trành nhân nghiêm vô kỵ là có mục đích gì? Kết <laughs> thằng tiểu tử này cũng biết sự kiện này ư? Ừ. Nói cho người biết cũng chẳng sao. Giết chết chúng để bịt miệng. Đinh Hạo giật bắn người lên, hớt hài nói: Tại sao giết chúng để bịt miệng? Độc Tâm Phật giọng cười nham hiểm nói: chuyện đó không liên hệ gì tới người hết đình hạo nghiến rằng nói thế còn mục đích của vòng nguyệt bảo truy sát giang hồ ác khách thì sao người cứ đích thân đến tây phường hỏi giang hồ ác khách đi <laughs> chắc chắn là phải nhờ các hạ hỏi dùm rồi tiểu tử ngươi còn gì để nói nữa không lãnh diện thần ni bỗng lượt mình nhảy tới chắn trước đình hạo đình hạo quính quang nói thần nỉ mau tránh ra, người chớ xen vào lãnh diện thần ni trầm giọng nói đình thí chủ căn cứ vào công lực của người có thể rút lui dễ dàng đây là việc riêng tư của bần nỉ, hãy để bần nỉ tiếp chiều với y. dứt lời đưa cây phát trần lên ngang ngực độc tâm phật cười mỉa mai nói đoàn tú tài ý kiến này cũng khá hay đấy Người hãy thừa dịp này mà tẩu cho nhanh còn kịp. Y vừa dứt, hào quang của Thạch Vân Kiếm liền tỏa ra ánh sáng kinh người. Trông thể như y sắp sửa ra chiều tấn công. Đình Hạo chẳng còn rảnh rỗi để tranh luận với lãnh diện thần đi nữa. Nhanh tốc trao kiếm sang tay trái. Hắn thò tay vào túi gấm, lấy lôi công trụy ra, vận khởi toàn thân công lực. Tức thời phát ra màu huyền ngọc chiếu sáng óng ánh. Độc tâm Phật thất thành kêu hốt hoàng nói Tiểu tử Đó là bình khí gì vậy Đinh Hào lạnh lùng nói Đây là loại bình khí Dùng để chém đầu người Ta ra tay đây Tiếp theo tiếng ngầm thét Lôi công chủy tỏa ra một cầu vòng sáng lạnh vuốt Chụp vào người của độc tâm Phật Một cách nhanh như điện xẹt. Lãnh diện thần ni thì giật bắn người lên Vội vàng thủ lùi ra sau mà chẳng xuất thủ Độc tâm Phật gầm lên một tiếng như là sấm nổ. Luồng hào quang sáng lạnh của Thạch Vân Kiếm tấn tới một cách mãnh liệt. Âm một tiếng nổ vang cả bầu trời, làm điếc tai mọi người. Hào quang ánh sáng tung tóe những đốm lửa, như là trận mưa mù xối xuống. Đình Hảo đã gom hết toàn lực, chuyển vào thân thủy, đánh chiều bút hạ càn khôn, khí thế kinh người mạnh như vũ báo. Chắc là đường kìm võ lầm, chẳng tìm được người nào chịu đường một kích này huống hồ hắn lại phối hợp với oai lực của thần trùy. Trong tiếng rú thảm khiến cho người nghe phải ớn lạnh tóc gáy, độc tâm Phật té ngã xuống đất, hộng máu chết ngay lập tức. Thạch Vân Kiếm văng ra khỏi tay, đến bảy tám thước. Đình Hạo thì cố nén lại khí huyết dạo rực lùi ra sau vài bước. Bảy tám bóng người từ trong miếu hoảng hốt bỏ chạy. Đình Hạo cũng chẳng thèm rượt đuổi theo bọn họ làm gì, hắn liền lượn mình tới nhặt lại thanh thạch vân kiếm và bước tới chỗ độc tâm phật nằm cúi người tháo gỡ túi kiếm ra sau đó cha thạch vân kiếm vào bao lãnh diện thần ni trông thấy cảnh tượng diễn ra rất là bất ngờ đã ngây người đứng sững tại chỗ đình hào tiến sang hướng lãnh diện thần ni đưa thạch vân kiếm nói thần ni nguyên vật hoàn chủ lãnh diện thần ni xúc động vô cùng đưa cánh tay run lầy bầy với một giọng biết ơn nói. Đình thí chủ, bần tăng thay mặt tiền sử, thành kính cảm tạ. Đình hạo cười sang sàng nói. <laughs> Ngẫu nhiên trùng phùng mà thôi, thần ni phải kiểm tra lại bảo vật có hư hỏng gì không. Lãnh diện thần ni xem xét một hồi, sau đó chấp tay xá một xá nói. Không có hư hỏng gì. Binh khí của đình thí chủ sử dụng có phải là lôi công thủy không? Đúng vậy. Thần binh lợi khí, quả nhiên là phi phàm. Thanh trùy này là của truyền nhân của lôi công cho mượn. Nay mai tại hạ phải hoàn trả lại cho chủ nhân mà thôi. Đinh Hạo đưa mắt nhìn xung quanh nói. Chúng ta lui khỏi đây chứ? Hình như thiếu hiệp chẳng quan tâm tới nơi đây cao thủ vọng nguyệt bảo tập trung tại đây là muốn đối phó với kim long bảng ta hãy dùng ma chế mà để bọn chúng liều mạng với nhau đi chúng ta hà tất phải sát nghiệp thần ni thấy thế nào đinh tý chủ từ tâm hiệp nghĩa Bân ni thám phục vô cùng thần ni quá khen rồi hai người ra khỏi miếu đến bên bìa rừng lãnh diện thần ni dừng bước nói tiểu thí chủ Bunny xin nói một lời. Có gì xin Bunny cứ nói. Tiểu thí chủ đã giúp Bunny lấy lại thanh bảo kiếm và diệt trừ thủ ma công kích bảo am năm xưa. Thế thì Bunny còn nợ tiểu thí chủ một lần. Đinh Hào mỉm cười nói. Thần Ni nói thế là sai rồi. Đây là chuyện không đáng kể. Sao gọi là nợ được? Không. Phận môn rất là chú trọng hai chữ nhân quả có kỳ nhân, ắt là phải có kỳ quả. Ý của Bần Nì muốn nói rằng, Bần nỉ ắt phải có ngày đền đáp lại. Đình Hảo cười nói, Bần nỉ thế thì chẳng cần thiết đâu. Lãnh diện thần ni nghiêm sắc mặt nói, Người xuất gia chẳng vọng ngữ, tất cả mọi việc đều phải có nhân quả. Thôi thì hẹn gặp lại sau. Bỗng Đình Hạo nghĩ tới một chuyện nói. Xin thần ni dáng chờ dây lát. Tiểu thí chủ có điều gì phải nói ư? Công án ban nhược am khi xưa, phải trong huyết ảnh phu nhân cũng có phần trong đó. Đúng vậy, tiểu thí chủ hỏi thế làm gì? Thần ni vẫn tầm hùng phục thù chẳng. Lãnh diện thần ni trầm tư dây lát nói. Bần Ni đã thu hồi chấn am chi bảo và phận môn từ bi vi bồn. Bần Ni vốn là một người quy y tam bảo, há việc tuyệt tình sát sinh trăng Công án này coi như là cho qua đi. Đinh Hạo chấp tay làm lễ nói: Xin cảm tạ lòng từ bi của thần ni. Lãnh duyên thần ni kinh ngạc nói: Tiểu thí chủ, vì sao nói vậy? Đinh Hạo trịnh trọng nói: tại hạ may mắn trong một tình huống cực kỳ ngẫu nhiên, kết nghĩa kim bằng với huyết ảnh phu nhân. Y đã ăn năn hối hận nghiệp ác xưa kia và đã phát giác ra thiên lý của cầu hồi đầu ngạn thị. Bây giờ quyết tâm sửa đổi để trở thành nên một con người mới. Lãnh diện thần ni chấp tay nói, a di đà Phật, thần mừng được thấy chúng sanh hồi đầu hướng thiện. Bần ni cảm thấy nhẹ người nhiều hơn. Tài hạ chỉ nói tới điều này thôi. thân ni có thể tự tiện đi rồi. Tiểu thí chủ hãy bảo trọng. Hẹn gặp lại sau. Dứt lời phi thân chạy mất. Đinh hạo mắt nhìn bóng trăng dần dần biến mất trong đêm tối. Lòng của hắn cảm thấy buồn bã trống rỗng khôn tả. Tận mắt thấy người ta lần lượt kết liễu ân oán. Mà mình thì thù nhà sự hận vẫn lờ mờ chưa thấy gì. Chẳng biết bao giờ mới kết thúc được đây. Ngay lúc ấy, bỗng thấy một bóng người thấp thoáng trong đêm tối. Một số người khác chạy về hướng cổ miếu. Đình Hạo liền ẩn mình vào chỗ kín đáo. Chỉ trong nháy mắt, có vài bóng vàng đã đến bìa rừng. Đình Hạo chố mắt nhìn kỹ, chính là bọn kim lòng sứ giả. Hắn giật bắn mình lên, thầm nhủ. Thế thì hôm nay có tuồng hát hay rồi, chứ chẳng sai được mấy ả à kim long sứ giả cùng nhau lướt tới chỗ đất trống phía trước cửa miếu. Sau đó họ quay về bìa rừng, vẫy tay một cái. Tức thì có khoảng hai mươi mấy bóng người nhảy ra chưa làm hai ngả, chạy tới bao vây ngôi cổ miếu. Thình linh ở sân miếu phá lên một tiếng náo động inh ỏi. Có lẽ họ phát hiện ra xác chết của độc tâm Phật và dấu vết ác đấu lúc nãy. Đinh Hạo lượn mình tới bờ hồ, nhủ thầm. Trong tình hình ngôi miếu này đã bị bảo vệ, hình như Kim Long Bang có kế hoạch chuẩn bị tới đây. Có lẽ nhân sự của Vọng Nguyệt bảo, phe này phải bị tiêu diệt hết chẳng sai. Bóng người thấp thoáng, phần lớn nhảy lên nóc nhà, chỉ để lại vài ba người canh cửa mà thôi. Số người nhảy lên nóc nhà, đào vào cả trong ngôi miếu. Ngôi miếu thì không lớn lắm, nhưng thấy có điều lạ lùng, chẳng thấy những người trong miếu có phản ứng gì. Đội hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì hết. Đình Hạo bỗng sinh lòng nghi hoặc. Ngay lúc ấy, có vài bóng người chạy về hướng bổ hổ. Người đến trước là một ông lão mặt nhọn, ăn mặc quái gở, hai con mắt màu xanh bích, nhìn như là quỷ sứ. Và một ông đạo sĩ dâu dài tới ngực đứng sánh vai với y. Sau lưng hai người có bốn người đi theo hầu. Lão đạo sĩ giọng cười nham hiểm nói Chắc là không còn ai nữa rồi Ông lão ăn mặc quái gở Nói giọng sàng sạc Chẳng biết là đối phương Có bao nhiêu tiền cỡ bự tới đây Nếu mà chỉ có một nhân vật nhị liều này thôi Thế là uống một phèn tính toán Nhọc công của bọn ta rồi Căn cứ bọn mật thám nói lại Họ xuống núi cả trăm người Có lẽ là toàn là quần tình huệ thôi có thấy bóng của mụ giả đó không? Bây giờ Đình Hạo mới sực hiểu ra. Vọng huyệt bảo đại quân xuất hiện hết, ẩn núp xung quanh rừng cổ miếu này. Té ra bọn họ đã bày bố hầm hố gì đó trong miếu, dù bọn Kim Long Bang cắn cầu. Nhưng chẳng biết bọn họ sắp đặt độc kế gì đây. Mụ già mà ông lão ăn mặc quái gở đề cập đến, có lẽ muốn nói là võ lầm trì hậu chẳng. Lão đạo sĩ trầm giọng nói. Thế thì chẳng có tin tức đó. Ông lão ăn mặc quái gở cười hung hắc nói. Nếu là Kim Long bang chủ đích thần thống lĩnh mà đến, thì hay biết mấy. Lão đạo sĩ gật đầu nói. Thế thì trời thuận lòng người rồi. Nhưng vấn đề hóc búa nhất là không ai trông thấy diện mục của Kim Long bang chủ cả và chưa ai biết điều tra ra xuất thân lai lịch của y cũng chưa từng thấy ở chốn võ lầm bao giờ có phải y là truyền nhân của mụ giả đó không trông chẳng giống chút nào chưa nghe nói võ lâm tri hậu biết sử dụng độc bao giờ và cũng chẳng có thứ tả môn thủ pháp đó điều này cũng khó nói lắm ngay lúc này từ trong bóng tối nhảy ra một bóng người ông lão ăn mặc quái gở đưa tay giơ một cái lão đạo sĩ liền lên tiếng cản lại nói chính là thư đường chủ đấy ông lão ăn mặc quái gở liền hạ tay xuống bóng người xuất hiện là một trung niên áo đen y đến trước hai người chấp tay làm lễ nói hạ tòa thư bần tham kiếm nhị vị hộ pháp lão đạo sĩ khoát tay nói ở ờ, thư đường chủ miễn lễ đi hai vị đến trễ một bước rồi, tại đây đã xảy ra đại biến, đại sự gì vậy? cách đây nửa canh thời gian, lãnh diện thần nì bỗng nhiên xuất hiện, điểm mặt chỉ dành thái thượng hộ pháp đòi lại thanh kiếm. hai người đồng thanh kêu lên một tiếng hoảng hốt, ông lão ăn mặc quái gở hoài nhẹ một tiếng nói, sao yêu nì đó lại biết tới đây? chẳng biết được có lẽ là theo dõi tới nơi đây, hoặc là y ngẫu nhiên phát hiện ra hành tung của Thái Thượng Hộ Pháp. Kết quả thế nào? Thái Thượng Hộ Pháp chết dưới tay địch, còn bao nhiêu cầu thủ đều chạy mất. Ồ, oh, có chuyện thế sao? Thái Thượng Hộ Pháp có vô địch Thạch Vân Kiếm, mà sao lại bị yêu nị hại được? Lão đạo sĩ cũng xúc động nói, mau, mau kể tiếp xem như thế nào. Gã đường chủ họ thư thở dài giọng hớt hải nói. Yêu ni đó vốn chẳng phải là đối thủ của Thái Thượng Hộ Pháp. Chẳng biết đâu giữa đường lại nhảy ra một tên trình rào kim. Ai? Toàn tú tải. Lão đạo sĩ và ông lão ăn mặc quái gở giật bắn người lên. Bốn tên tùy thùng theo sau lưng của lão cũng thất thanh kêu lên. Lão đạo sĩ dậm chân nói. Cái thằng tiểu tử lại phá đám này chính hắn Chính hắn đã giết chết Thái Thượng Hộ Pháp sao Thưa vâng Hắn không sợ Thạch Vân Kiếm sao Hắn có một cây trừ thủ Sáng màu huyền ngọc Phá vỡ được Thạch Vân Kiếm Lạ thật Tiểu tử này làm như là thần thánh không bằng Nếu mà không tìm cách khử hắn đi Càng đáng sợ hơn Kim Long bang chủ nhiều Thế còn Thạch Vân Kiếm đâu? lãnh diện thần y lấy đi rồi. Ông lão ăn mặc quái gở nói giọng hoảng hốt. Thế thì bản bảo lại tăng thêm một đối thủ đáng sợ rồi. Yêu ni đó lấy được thạch vân kiếm, thì còn ai là địch thủ của y nữa? Đây là sự kiện quan trọng, phải lập tức truyền về bảo mới được. Thưa vâng, hạ Tòa sẽ trình bày việc này ngay. Lão đạo sĩ trầm giọng nói dựa vào khả năng của địa ngục tôn giả Mẫn Huỳnh. Nếu đụng mặt với y còn lo ngại gì yêu nì sẽ thoát thân được. Ông lão ăn mặc quái gở tên địa ngục tôn giả cười hăng hắc nói. Phiến uh, miễn chân nhân, người cũng không kém hơn ai nha. Lão đạo sĩ tên là phiến miễn chân nhân cũng cười khanh khách nói. À, Mẫn huynh khen quá lời rồi. Y vừa nói vừa quay sang hướng thư bần nói thôi thưa đường chủ hãy về bảo ngay đi mọi việc ở đây có hai chúng ta lo liệu được rồi gã đường chủ họ thư liền chấp tay làm lễ nói thưa vâng hạ toa xin đi ngay bây giờ dứt lời y phi thân chạy mất đinh hạo liền nảy ra một ý liền lượn mình chạy theo gã đường chủ họ thư kia chạy gần tới bìa rừng đinh hạo liền lướt nhanh như là cắt đứng chặn trước đường ở phía trước Thư Bân. Thư Bân giật mình dừng lại, lớn tiếng hét. Là ai? Đình Hào đã đứng sừng sững trước mặt y, giọng nói lạnh như tiền. Chớ có kêu réo om xòm mau trả lời vài câu của tai hạ. Thư Bân chố mắt nhìn rõ người đứng trước mặt, tức thì hồn phi phách tán, liên tục thu lùi ra sau vài bước, thất kinh kêu lên vài tiếng. Toàn tú tải! Thân hình của y lây bầy không ngừng. Đình hạo vẫn giọng nói lạnh như tiền. Bên trong miếu có bố trí những âm mưu gì. Bạn bàng đã sử dụng độc dược. Nói sao? Độc dược à? Kim Long Bang là tay chuyên gia dùng độc. Thế mà các người dùng độc đối phó với bọn họ sao? Thứ độc này chẳng phải loại tầm thường đâu. Thế là loại độc gì? ấy là độc trùng chỉ độc, vô sắc vô tị. Trên thế gian này, không có thứ thuốc nào giải được, ngoại trừ phòng ngừa uống thuốc của địa ngục tôn giả trước, bằng không chúng phải chết ngay lập tức. Các người đều đã uống thuốc giải ngừa trước chẳng? Đúng vậy. Vậy lai lịch của hai lão mà ấy là sao? Điều này tại hạ chẳng mấy rõ lắm. Chỉ biết địa ngục tôn giả là động chủ miêu động tại Nam Hoàng. Còn uh, phiêu miễu chân nhân là đạo trưởng của phái không động. Người có biết Trịnh Tam Giang kết nạp được bao nhiêu nhân vật tà ma ngoại đạo như thế này không? Không rõ lắm. Thế tình hình hiện nay của các trưởng môn nhân và các cao thủ của chín phái đã như thế nào rồi? Đang được triều đãi tử tế trong bảo. Tốt lắm, ngươi trả lời đủ các câu hỏi của ta. Thế thì tha cho ngươi một mạng sống. Nhưng mà phải phế đi võ công của ngươi mới được. Thiếu hiệp... Đình Hạo uống ngón tay bắn ra luồng chỉ phòng, phế đi võ công của thư bần. Sau đó khoát tay nói. Cút đi cho mau. Quay chừng tại hạ thay đổi ý kiến. Thế là ngươi khỏi sống luôn. Thư bần cay độc trận mắt nhìn Đình Hạo một cái. Loạn choàng thân người rời khỏi rừng bên cổ miếu lặng lặng không có tầm hơi gì. Có lẽ bọn đệ tử của Kim Long Bang và ngay cả số đệ tử canh gác bên ngoài đã không còn ai sống sót. Đình Hạo liền nảy ra một ý, liền lấy mặt nạ đeo vào, đồng thời cởi bỏ áo ngoài, xếp bỏ vào túi gấm. Hắn ngậm tị độc trâu trong miệng. Căn cứ vào U Linh Phu Nhân đã nói, mang hạt trâu này vào trong người sẽ tránh được trăm thứ độc dược. Đêm nay phải thử nghiệm xem Chẳng biết có tránh được độc trùng trì độc hay không Tuy nhiên việc này làm rất là mạo hiểm Nhưng dù sao Bây giờ ở tương lai Cũng không bao giờ tránh khỏi chạm mặt với địa ngục tôn giả Chuẩn bị đâu đó xong xuôi Hắn liền thả nhẹ thân người Lần lần lướt tới cửa miếu Tới đó thấy cổng miếu khép kín Hắn đưa tay đẩy nhẹ một cái Biết ngay Họ đã cài khóa bên trong Thế rồi hắn lui ra sau vài bước, tung mình vượt mái nhà vào. Hắn vừa vào liền chố mắt nhìn xem, không khỏi giật bắn người lên. Chỉ thấy sân viện trước điện, xếp thứ tự có thứ lớp vài chục xác chết người áo vàng. Tất cả những xác chết đó, ai nấy đều nhẹ răng toát miệng, chân tay co rút. Thoạt nhìn thấy biết ngay, trước khi chết, đã trải qua đau đớn cực độ. Số xác chết đó có nam có nữ, trên ngực áo đều có thêu ký hiệu của Kim Long Bang. Độc ác, tàn nhẫn, vô nhân đạo, ngôi cổ miếu đã trở thành địa ngục nhân gian. Kim Long xứ giả thuộc loại cao thủ nhất lưu trong bang phái, phen này đã đổ dồn vào đây hết. Thế thì toàn bộ cao thủ tình nhuệ của Kim Long Bang có lẽ sẽ tiêu hết. Từ đây về sau không còn ngóc đầu lên được từ hậu điện có tiếng nói sằng sạc của địa ngục tôn giả vang tới. Chắc là chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Tiếc rằng mấy tên đầu sỏ chưa có tham dự. Bây giờ chuẩn bị rút lui. Bọn bầy từ cửa sau ra miếu, lập tức chia toán lên đường ngay đi. Đình Hào giảo bước xuyên qua cửa giữa, đi vào điện, phóng mắt nhìn tới. Trong điện chỉ còn lại ba người, là địa ngục tôn giả và phiêu miếu trần nhân còn một người kia chính là Phỉ Nhược Ngù, con trai của thọ giao phòng lão cà cà. Trên đất lại xếp hàng dài số xác chết không dưới 30 mạng, trông thấy phải ớn lạnh thóc gáy. Bóng người vừa thấp thoáng hiện ra, Phỉ Nhược Ngù đã phát giác và gầm hét lớn tiếng. Là ai? Dứt lời, y rút kiếm nhảy tới. Thoáng trông thấy mặt đình hạo, lại thu lùi ra sau nhanh như điện xẹt thất thanh kêu lên hoảng hốt hắc nho. Hai tiếng hắc nho vừa thốt ra khỏi miệng, phiêu miễu chân nhân liền biến sắc, theo bản năng tự nhiên lùi ra sau một bước. Hai mắt của địa ngục tôn giả thì sáng như là điện xẹt, nhìn trong chọc vào mắt của đình hạo, trầm giọng nói. Các hạ là hắc nho, mà tiếng tăm lừng lấy ở trung nhiên võ lầm, có phải chăng? Không sai chút nào, chính là bạn nho đây. Lão Phù đã nghe đại danh của các hạ tử lầu, quả thật là mày được hội ngộ. Đình Hào lạnh lùng nói, tiếng tầm của mẫn động chủ chắc là cũng chẳng kém đâu. Địa ngục tôn giả biến sắc, y không ngờ đối phương lại nói chúng lai lịch của mình. Đương nhiên, y chẳng biết được Đình Hạo đã lắng nghe cuộc đối thoại của họ và đã hỏi khẩu cung của Thư Bần mà biết được như vậy. Sao? sao các hạ lại biết lai lịch của lão phủ tai mắt của bàn nho chẳng mù mà cũng chẳng điếc mục đích của các hạ đến đây là làm gì ngẫu nhiên hội ngộ được xem tuồng hát này chỉ có thế thôi sao tin hay không tùy nơi động chủ tuồng hát đã kết thúc các hạ có thể đi khỏi nơi đây được rồi chứ đình hạo cười hắc hắc nói Ồ, oh, kiệt tác đêm này của động chủ, đối với Phong Nguyệt Bảo mà nói, ấy là một đại công. Nhưng mà đắc ý chẳng dễ được hai lần. Bạn nhỏ khuyên động chủ một lần, nên kịp thời lùi bước, bảo trọng lấy tự thần là thượng sách. Ánh mắt của địa ngục tôn giả chớp lìa lịa, nói giọng sẵn sặc. Ý của các hạ lờ muốn nói sao đây? Đình Hạo liền nói. Tốt nhất đồng chủ về Nam Hoàng, xưng bá, chớ có ở lại trùng nguyên võ lầm làm mưa làm gió, trợ hổ tác oai. Điều ngục tôn giả phát ra chàng cười đinh tài khói chịu, nói giọng hống hách. Các hạ muốn trục xuất lão phu khỏi trung nguyên võ lầm chẳng. Nói vậy cũng được. Thế thì các hạ khinh thiên hạ không có ai cả, dùng sức trục xuất ta chẳng. Đây là lời khuyến cáo chân thành của bản nho đồng thủ chẳng muốn bỏ xác tại Trung Nguyên, phải khôn khéo một chút. Nói như thế, các hạ có mục đích mà tới đây. Coi như là có mục đích đi. Chỉ dựa vào vài câu nói của các hạ mà dọa được lão phủ sao. Nếu mà muốn biết hư thực thì gặp nhau đổi trưởng vậy. Hình như các hạ chẳng sợ kịch độc Đình Hạo động lòng, vào miếu đã khá lâu nhưng không có cảm giác lạ thường nào. Trông thế này, tị độc châu chắc là khắc chế kịch đồng này được rồi. Hắn nghĩ tới đây bèn mỉa mai nói. Bất kể là độc trùng chỉ độc hay là cổ huy trị độc thiện dụng ở miêu cường, bạn nho xem nó chẳng ra một xu nào. Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, hai người bọn họ đều mặt mày tái mét Phỉ Nhược Ngu dùng ánh mắt dị thường liếc nhìn Đình Hạo một cái. Y không biết người trước mặt này là tiểu thúc thúc Đình Hạo. Nhưng mà y biết Đình Hạo và Hắc Nhỏ là một phe với nhau. Phiêu miễu Trần Nhân liền lên tiếng. Đại danh các hạ lừng lẫy trùng nguyên võ lâm vài chục năm nay, khiến bần đạo rất lấy làm khâm phục. Nhưng hai bên không có thù oán gì. sau các hạ lại lấn lướt người quá thể vậy? Ánh mắt của Đinh Hạo sáng như điện, quét sang đối phương nói. Phiêu miễu Trần Nhân, người cũng nên trở về không động đi, chớ tạo nghiệp ở trốn giang hồ nữa. Phiêu miễu Trần Nhân phẫn nộ nói. Các hạ muốn một tay che mặt trời chẳng? Một tay che mặt trời chính là trịnh tam giang. Tiếc rằng mộng đẹp dễ vỡ, ngày tận cùng của y cũng sắp tới rồi đấy. Phiêu miễu Trần Nhân biến sắc nói Trịnh Bảo Chủ luôn luôn rất là tôn sủng các hạ Đình Hạo không nín được phá lên một chàng cười sang sàng nói Đạo trưởng, câu nói này thật là tuyệt diệu Nhưng mà trong lòng người thì hiểu hơn ai hết Có phải vậy chẳng? Trời đã mờ mờ sáng, thị giác giòm ngó càng rõ ràng hơn Điều ngục tôn giả cười nhằm hiểm nói Hắc nhỏ, trong tình hình thế này, chắc là phải động thủ mới xong. Chắc là phải như vậy thôi. Người rút kiếm ra đi. Hai mắt của Đình Hạo bắn ra luồng ánh sáng kinh người, từ từ rút kiếm ra khỏi bào. Điều ngục tôn giả tiến tới bà bước, thò tay vào túi áo, lấy ra một cây roi mềm nhún đỏ như máu, vung tay một cái, phát ra tiếng xịt quái gở. Đình Hạo chố mắt nhìn kỹ, bất giác giật bắn người lên. Vật đó chẳng phải là cây roi mềm nhũn mà chính là một con rắn đỏ hoè dài hơn cả ba thước. Nó có đường kính to bằng miệng lì rượu, toàn thân vầy đỏ chiếu sáng lấp lánh, ngóc đầu nhe răng thẻ lưới trông phải ớn lạnh xương sống. Đình Hạo lần đầu tiên nhìn thấy kẻ địch dùng con vật sống làm binh khí. Một con rắn có thể đụng chạm vào binh khí bén nhọn hay chẳng. Địa ngục tôn giả vẻ mặt hung tợn nói. Hắc nhỏ, có trông thấy vật này bao giờ chẳng? Đình Hào lạnh lùng nói. Trò chơi của bọn ăn xin ở chợ búa thường thấy, có gì là lạ đâu. Đây là con thiên phi hồng lần, cả nghìn năm mới gặp được một lần. Chớ nói bị nó cắn làm gì, chỉ cần đụng nhẹ vào dao của nó cũng mất mạng rồi. Đào kiếm chẳng chém được, Lửa nước cũng không làm gì được nó Các hạ cứ mở mắt thử xem là biết liền Đình hạo nghe nói phải ớn lạnh tóc gáy Nhưng mà bên ngoài vẫn lộ vẻ lạnh lùng thảm nhiên Hắn không nói gì hết Trường kiếm trong tay từ từ giờ cao Diễn ra thế chuẩn bị xuất thủ Phiêu miễu trần nhân và phỉ nhượng ngu lùi ra sau 7-8 bước Đình hạo thoáng nhìn trời mờ mờ sáng chiếu theo luật lệ hắc nhỏ thì không bao giờ hiện thân ban ngày. Bây giờ cần phải tốc chiến tốc thắng, kết thúc mới được. Hắn nghĩ thế, bèn tăng hắng một tiếng, gom hết công lực bình sinh, tấn công ra chiều bút hạ càn khôn, thế mạnh như lòng trời lở đất. Trong tiếng vài chạm bình khí như sấm nổ, địa ngục tôn giả lùi ra sau ba bốn bước. Trong tay y vẫn cầm nắm chặt con hồng xà đó, Quái vật này quả thật là rắn chắc như là sắt thép, không hề bị hư hỏng chút nào, thật là không thể tin tưởng được. Điệu ngục tôn giả dựa vào con hồng xà đó, tiếp chọn một chiều bút hạ càn khôn mà chẳng hề hấn gì. Thế thì công lực của y cũng đáng sợ thật. Đình hào không để cho đối phương có cơ hội hít thở chút nào, lướt người tới, gom cả 12 thành công lực, vẫn đánh ra một chiều bút hạ càn khôn như lúc nãy còn một tiếng nổ làm đình tài nhức óc, xem lẫn tiếng ự nhẹ. Đình hào tôn giả đã loạn trọng thu lùi ra sau 5-6 bước mới đứng vững được. Phía trước có vết máu tuét lở, gương mặt hung tọn vốn có, bây giờ trông càng ghê sợ hơn. Đình hào lạnh lùng tăng hắng một tiếng nói. Mẫn đồng chủ, người vốn chẳng muốn về miều cường nữa, thế thì gửi mạng lại trung nguyên đi. Dứt lời, hắn lại lượn mình tới tấn công tiếp. Tiếp bần đạo một chiều nữa. Trong tiếng gầm thép, phi miếu chân nhân cả người lẫn kiếm tung lên cao hai bà trượng, lượn không chụp xuống. Thế đánh mạnh như là vũ bão, trông thật là kinh người. Đình hạo phản ứng thần tốc, thuận tay cắm thanh kiếm dưới đất nhanh như là cắt. Hai tay hất một luồng gió mãnh liệt lên hư không, bằng chiều thiên vương tháp tháp, với công lực nội nguyên cả trăm năm của hắn thế đánh như là vũ bão kinh người. Ầm một tiếng nổ xen lẫn tiếng ự nhẹ. phiêu miễu chân nhân bị luồng gió lạnh có sức mạnh như sóng gió bà đào dội ngược văng té xuống đất, hai bên khóe miệng nhỏ từng giọt máu tươi. Đình Hạo đánh ra hai trường xong liền rút trường kiếm lên cầm vào trong tay, mắt chăm chăm nhìn thẳng vào địa ngục tồn giả. Ba động tác cắm kiếm vào đất, phát trường công địch và thu kiếm về thủ thế đều nhanh như điện xẹp ngay lúc này địa ngục tôn giả buông tay ném con hồng xà ra toàn thân con hồng xà có vẩy đỏ như máu quái lên một tiếng lượn không bay thẳng vào người đình hạo đình hạo không khỏi dùng mình dơ kiếm cua ngang cua dọc nhưng con vật ấy cứng chắc như là sắt thép lại là vật sống hắn vừa chém nhát kiếm này xong con hồng xà lách sang một bên rồi lại lượn không kích tới Địa ngục tôn giả cười nham hiểm, vung trưởng ra công tới tấp, vừa người vừa hồng xà. Phần vì phải đối phó với con hồng xà ở trên không trung, phần thì đối phó trưởng thế của địa ngục tôn giả. Đinh Hạo đành phải chuyển sang thế thủ, đỡ trên gạt dưới. Ngay lúc này, phi miếu chân nhân tiến tới vùng kiếm tấn công. Phỉ nhiều ngu không thể đứng khoanh tay được, cũng theo sau tiến tới Tình huống lúc này thật là nguy khốn vô cùng. Đình Hào không sợ ba người liên thủ tấn công, mà chỉ bực con hồng xà ấy nhất, chẳng biết đường nào mà gạt đỡ nó. Đình Hào tình cấp sanh trí, sau khi đánh văng con hồng xà ra, thừa thế tấn công phiêu miếu chân nhân, một chiêu kiếm mạnh như vũ báo, một cách nhanh như điện xẹt. Chiêu kiếm này khiến cho phiêu miếu chân nhân phải lui ra sau ba bốn bước. Sau đó, hắn xoay kiếm trò vào phỉ nhược ngủ, Phỉ nhược ngủ cũng bất địch thu lùi ra sau 3-4 bước. Quái xà ấy trung quỳ cũng chỉ là loại rắn trùng, chẳng linh hoạt như là con người được. Quái xà ấy trung quỳ cũng chỉ là loại rắn trùng, chẳng linh hoạt như là con người được. Những động tác đánh đồng kích đầy và bóng người tiến thoái loạn xạ làm cho nó mất mục tiêu chuẩn xác để tấn công, bèn kêu lên oa oa, liên tục bay lượn không ngừng. Đình hào chẳng bỏ lỡ cơ hội, xoay kiếm tấn công địa ngục tôn giả, vừa kịp lúc chạm phải trường phong đánh tới của y. Âm một tiếng nổ vàng, trường kiếm chạm nhau, tạo ra sức dội mãnh liệt, đẩy địa ngục tôn giả văng ra xa vài thước. Con hồng xà lại có mục tiêu rõ ràng, nó liền bay lượn xoay vòng kích tới. Đình hào giơ kiếm chém vào thân của nó mãnh liệt, bỗng cảm thấy cánh tay nặng nề thì ra con hồng xà đã uốn mình cuộn vào thân kiếm, nửa phần đầu trên ngóc cao lên thè lưỡi ra. Và lưỡi đỏ như máu của nó thì dựng đứng lên, trông thật là khiếp đàm. Đình Hạo bất giác hoảng sợ đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh, nhưng lại không thể bỏ kiếm. Địa ngục tôn giả đã đình chỉ công kích, đứng nhìn ở đằng xa. Phiêu miễu trần nhân đắc ý cười hà hà, vị nhượng ngu thì mặt mày tái mét. Đinh Hạo hồn phi phách tán, theo bản năng tự nhiên đưa tay trái ra nắm chặt cổ con hồng xà nhanh như điện xẹp. Tức thì con hồng xà buông lòng nửa thân phân trên, quật tới cổ tay của Đinh Hạo một cách nhanh nhẹn. Vậy có nói chạm vào da thịt, tê ngứa khó chịu vô cùng, rõ ràng là kịch độc rồi. Điều ngục tôn giả điên cuồng kêu lên hớn hở. Hắc nhỏ, lão phu phải cắt đầu của người đem về vọng nguyệt bảo để thụy oai với tất cả mọi người đình hạo lâm nguy bất loạn sự nghĩ tới lôi công thủy trong túi gấm ấy là thanh thần thủy chẳng vật rắn chắc nào mà không phá được chắc là có thể chặt được con rắn này thôi nhưng khổ thầy rút tay ra không được hắn suy tư giây lát trường kiếm trong tay lại cắm xuống đất lần nữa vội vàng lấy lôi công thủy ra vận khởi công lực thần thủy lập tức tỏa ra màu huyền ngọc ong ánh Địa ngục tôn giả hoảng hốt nói Đó là đồ quái quỷ gì vậy? Đình hạo dùng thần thủy cắt ngang vào cổ hồng xà nhanh như điện xẹt Một tiếng rú thảm như lời trẻ nhỏ la khóc Đầu con hồng xà rớt xuống lập tức Địa ngục tôn giả và phiêu miễu chân nhân đồng thanh kêu la hoảng hốt Thấy con hồng xà trí bảo của mình bị giết Địa ngục tôn giả bất giác nộ hỏa sung thiền thừa lúc con hồng xà còn đang quấn chặt vào cổ tay đình hạo chiết hàng mười ngón tay ra vồ vào người đình hạo đình hạo nghiến rằng vận khởi công lực cua thuần thủy đoán đánh đối phương luồng trụy phong lấp lánh những tia sáng màu huyền ngọc rạch tới xen lẫn những tiếng thảm rú kinh hoàng của địa ngục tôn giả đã đứt hết ba ngón tay tay trái của hắn thì mất đi một nửa bàn tay loang choang thu lùi ra sau vài bước té ngồi xuống đất màu sắc của phiêu miễu chân nhân tái mét không còn chút máu phỉ nhượng ngu thì trận tròn đôi mắt chẳng sao diễn tả được thần tình của họ bỗng phiêu miễu chân nhân lượn mình tới đỡ địa ngục tôn giả dậy hướng về cửa sau chạy mất phỉ nhượng ngu mắt nhìn đinh hạo một cái sau đó cũng theo sau rời đi đinh hạo chẳng còn hơi sức để mà ngó ngàng tới họ nữa hắn lo tháo gỡ thân hồng xà đã quấn chặt vào cổ tay mình vất vả lắm hắn mới gỡ lấy con phi thiền hồng lân xuống, ném bỏ dưới đất. Con vật này tuy là bị chặt đứt đầu rồi, thân nó vẫn còn giấy rụa không dừng, trông thật là gớm sợ. Đình Hạo vội cất hành trùy thủ vào túi gấm, lấy tỷ độc châu ra bỏ vào miệng ngậm lấy, từ từ ra thịt mới hết tề ngứa. Đình Hạo thấy trời đã sáng trừng, vì cấm kỵ của hắc nhỏ không xuất hiện vào ban ngày, nên vội vàng chạy tới hồ nước ở góc viện rửa đi vết máu dịn ở nơi cổ tay. Lúc này chỉ bị thương ở ngoài da là nhờ có tị độc trầu nên chẳng có hiện tượng trúng độc. Sau đó, hắn nhà viên tị độc châu già cất đi cẩn thận và cài lại bản lai diện mục của mình. Đình Hạo chỉnh lý y áo đồ đó xong xuôi, cất bước chạy ra tiền viện. Ngay lúc này, bỗng nhiên có tiếng gầm hép từ tiền viện vang tới. Bọn này, thật là khả ố thật tiếng gầm thép vừa dứt vài bóng người thấp thoáng lướt tới đinh hạo chố mắt nhìn kỹ không ai xa lạ chính là võ lâm trì hậu còn bốn người theo sau y là bốn bà lão áo vàng tuổi độ năm mươi ai nấy đầu mắt to mày rậm cặp mắt của họ đều sáng quắc có lẽ họ là tùy tùng của võ lâm trì hậu võ lâm trì hậu kinh ngạc nhìn đinh hạo nói ồ oh, toàn tú tài người cũng có mặt ở đây sao? Dứt lời, y quay sang bốn bà lão mặc áo vàng nói. Các người, hãy đi kiểm tra cho kỹ lại số đệ tử bị giết như là thế nào. Bốn bà lão mặc áo vàng chắp tay cung kinh nói. Thừa vâng. Bốn người đồng thanh vâng dạ một tiếng, phi thân chạy vào hậu viện. Võ lâm trì hậu quay sang hướng đình hạo, lạnh lùng nói. Toàn tú tài, chúng ta may mắn lại hội ngộ ở đây. Đinh Hạo lạnh lùng nói, quả thật là may mắn lại được hội ngộ với lão đại tỷ vậy. Võ Lâm Trì Hậu dùng cầm mắt nghi hoặc nhìn Đinh Hạo nói, Toàn tú tài, ngươi đến đây làm gì vậy? Đinh Hạo vẫn bằng giọng điệu lạnh như tiền nói, Chuyện này, lão đại tỷ chớ hỏi làm gì? Võ Lâm Trì Hậu lạnh lùng nói. Toàn tú tài, chẳng lẽ người... Ngay lúc này, bốn bà lão áo vàng chạy tới trước mặt Võ Lâm Trì Hậu dừng lại. Bốn cặp mắt chứa đầy sát khí, nhìn trong chọc vào mặt của Đình Hạo. Võ Lâm Trì Hậu căm phẫn nói. Tình hình thế nào? Một trong bốn bà lão áo vàng cúi người cùng kính nói. 26 đệ tử bị giết ở ngoài. Trong đó có 16 người chết dưới kiếm, còn lại những người khác chết giống y như là cách chết của số đệ tử đã bị giết trong miếu. Không tìm được dấu vết của kẻ địch sao? Thưa vâng, không tìm được dấu vết gì. Ánh mắt hãi hùng của Võ Lâm Trì Hậu quét sang phía đình hậu, nói giọng căm phẫn, "Toàn tú tài, không ngờ người đã đầu nhập vào Vọng Nguyệt Bảo làm chó săn cho chúng." đinh hào lạnh lùng nói ai nói thế vậy ngươi không dám thừa nhận chẳng Hừ, nói đùa gì chứ chẳng lẽ ngươi không phải tài hạ ngẫu nhiên tới đây xem được tuồng hát hay mà thôi ngươi nói thật đấy chứ tài hạ dựa vào danh hiệu ba chữ toàn tú tài chẳng đến nỗi phải nói lời hư dối thái độ của võ lâm trì hậu hòa dịu lại một chút, dừng lại giây lát nói. Người là người chứng kiến trận hùng sát này ư? Ừ. Đúng vậy. Đối phương dùng thủ đoạn gì để mà giết người? Độc dược, độc trung trị độc. Ra mặt nhăn nhó của võ lâm trì hậu co rút vài cái, hoảng hốt nói. Người đánh độc đó là ai? Đó là một đồng chủ miêu cường tên là Địa Ngục Tôn Giả, hiện đang nhận chức hộ pháp của Vọng Nguyệt Bảo. Còn một người nữa là Đạo Sĩ Không Động, tên là Phiếu Miễu Trần Nhân. Chẳng phải Thái Thượng Hộ Pháp Độc Tâm Phật của Bác Bảo là đầu đàn của chuyến đi này sao? Đúng thế, nhưng mà canh ba đêm qua đã bị tại hạ giết chết rồi. Người đã giết chết độc tâm Phật ư? Đúng như vậy thế thanh thạch vân kiếm đó đâu thần kiếm đã quy chủ lãnh diện thần ni thu hồi lại rồi sao ni cô đó cũng xuất hiện sao chính vì lãnh diện thần ni theo dõi độc tâm phật đến đây còn tại hạ do phát hiện hành tung của lãnh diện thần ni đã theo dõi y tới đây cho nên mới may mắn được xem tuồng hát hay này võ lâm trì hậu quay sang hướng bốn bà lão mặc áo vàng nói các người còn đứng xứng ở đó làm gì? Hãy lo di chuyển tất cả xác chết ra sau miếu để mở dụng hỏa táng. Và chưa một người đi truyền lệnh cho đệ tử ở phụ cận. Phải toàn lực truy tầm kẻ địch. Nếu mà có phát hiện, phải trình báo ngày. Bàn Thái Thượng tạm thời tọa chấn tại miếu này. Đồng thời bắn tin cho bang chủ, mang tất cả người ở Nam Phương rút về đây hết. Tuần lệnh bốn bà lão đồng thanh vừng ra một tiếng, chấp tay hành lễ rồi lui ra. Một người trong bốn bà lão phi thần chạy ra miếu, còn ba người kia thì bắt tay nhau khiêng các xác chết ở nơi đây chuyển ra hậu viện. Võ Lâm Trì Hậu ngắm nhìn Đình Hạo hồi lâu rồi nói, Căn cứ vào tin tức ở Nhạc Dương đưa về, người và Hắc Nhỏ bắt tay nhau, hủy đà giết người, có phải vậy không? Đinh Hạo nhướng cao đôi mày kiếm, trầm giọng nói: "Tại hạ không phủ nhận điều này. Tại sao ngươi lại đối địch với bản bang? Thế thì xin hỏi thăm lão đại tỷ một lời, những hành vi của quý bang tại Nhạc Dương là gì? Thật ra, ngươi và Hắc Nhỏ có mối quan hệ thế nào? Thế thì xin lỗi lão đại tỷ, tại hạ không thể phụng cáo điều này được." gương mặt của võ lâm tri hậu thay đổi liên tục, cuối cùng trầm giọng nói. Toàn tú tài, ta lập lại kiến nghị trước kia lần nữa. Nếu người đồng ý hợp tác với bản bằng, cùng nhau đối phó với vọng huyệt bảo, thế thì tất cả những ân oán khi trước sẽ bỏ qua hết. Ý người thế nào? Đình Hào lạnh lùng nói. Tại hạ không cần thiết quan tâm đến kiến nghị này nữa. Võ Lâm Trì Hậu lạnh lùng tặng hắng một tiếng nói. Toàn tú tài. Nghe nói, ngươi và Trịnh Tam Giang có mối thù không đội trời chung. Vì mẫu thân của ngươi... Thoạt nhắc đến mẫu thân, Đinh Hạo lửa giận sùng sực. Sát khí đùng đùng dâng cao gầm giống nói. Cầm miệng ngay, đó là việc riêng tư của ta. Toàn tú tài. Nếu chị lại vào sức mạnh của một người, đừng hòng lay động được vọng nguyệt bảo tại hạ vẫn có lòng tin vững chắc. <laughs> người cao ngạo lắm. Nhưng mà ở chốn giang hồ này, người không thể chỉ ỷ lại võ công được, mà vấn đề cần thiết hơn là nói về mưu trí. Đình Hào cương quyết nói, ấy là chuyện riêng tư của tài hạ, không cần lão đại tỷ quan tâm làm gì. Võ Lâm Trì Hậu không giận, mà lại cười ha hà, hà nói, <laughs> Lão bà bà ta rất là chịu khí cốt này của người. Nếu một người nào khác dám dùng thái độ này cư xử với ta như vậy, thì đã làm con ma dưới quải trượng của ta lâu rồi. Bây giờ, ngươi cứ suy nghĩ kỹ lại xem. Khi mà tại hạ đã quyết định một việc, không bao giờ có vấn đề thay đổi cả. Người nhất định phản đối liên minh với bản bảng. Tại Hạ vào Quý Bàng còn một món nợ đang chờ kết toán. Lão đại tỷ được tôn là Thái thượng, chắc là có thể thay mặt Quý Bàng giải quyết được. Mặt mày của Võ Lâm Trì Hậu tối sầm lại. Món nợ thế nào? Người bạn gái Mai Anh Tuyết của Tại Hạ bị Quý Bàng dùng thủ pháp tà môn khống chế tâm thần, mà cứ giảo quyệt nói dối rằng y là con gái của Quý Bàng chủ và có ý đồ bắt ép Tại Hạ chịu yêu sách Quý Bàng. Hành động bị ổi mà giới giang hồ phải khinh miệng này thì lão đại tỷ giải thích thế nào đây? Điều này uh, dễ thôi, chỉ cần người đồng ý hợp tác với bản bàng, y lập tức sẽ hồi phục ngay. Nếu như mà tại hạ từ chối thì sao? Thế thì để y tàn phế cả đời này đi. đình Hào Phùng mang trận mắt nói Lão đại tỷ, lão có nghĩ tới hậu quả đã làm việc này chẳng? Hậu quả thế nào? Tại hạ sẽ trả đũa gấp trăm lần. Ồ, khẩu khí của người lớn lắm. Liệu người có đủ sức làm được không? Thế thì để sự thật chứng minh xem sao. Toàn tú tài, người quên mất một điều. Tại hạ quên mất điều gì nào? Hiện giờ, người có thể bình yên rời khỏi đây chẳng? Đình Hào sửng nghĩ lại hôm trước ở trên núi Đại Hồng Sơn, vì cứu phỉ nhược ngủ đã đấu nội lực chạm ba quài trượng của lão, đến nỗi hai bên tí nữa phải lưỡng bại cầu thường. Hắn nghĩ tới đây, bất giác dùng mình, nhưng mà đó chỉ là cứng đụng cứng, cũng là đồng với đấu thí mạng vậy. Nếu tự do ra chiều giao đấu, có lẽ tình hình sẽ khác hẳn. Hắn bèn nói giọng lạnh lùng. Việc của Mai Anh Tuyết chưa giải quyết, cho dù lão đại tỷ cùng tiến tại hạ Thì tại hạ cũng không chịu đi đâu Võ lâm trì hậu tằng hắng một tiếng rồi nói Thôi ạ, à, được rồi Ngươi chuẩn bị ra tay đi Đinh Hào không nói gì nữa Từ từ rút kiếm ra khỏi túi Hai bên chọn lấy một vị trí đứng Tập trung thần trí bốn mắt nhìn nhau Đinh hạo nhủ thầm Nếu hôm nay đánh bại được đối phương Thì Mai Ánh Tuyết sẽ có cách cứu chữa đối phương công lực thì thầm hậu, quài trượng thì trầm nặng. Còn kiếm đạo thì chỉ sử dụng được nhẹ nhàng linh hoạt. Thế nên tránh đấu nội lực tối đa vì sử dụng cây trượng nặng nề này. Khi đó, hãy dồn toàn lực đánh cho đối phương một đòn đau điếng. Thế khởi thủ của hai bên kỳ ảo khôn tả, khó mà tìm được kẻ hở nào để mà ra tay tấn công. Thời gian cứ thế trôi qua. Bỗng Đinh Hạo nghĩ tới cứ thế kéo dài thời gian vô ích, tốt nhất nên tốc chiến giải quyết cho xong. Cũng trong lúc hắn thoạt suy nghĩ, tinh thần đã phân tán đôi chút, nhưng dưới cầm mắt của một cao thủ tuyệt đỉnh, đây là một dịp may nhỏ nhỏ, có thể thừa cơ chiếm được lợi thế. quả nhiên đình hạo thoáng dao động tinh thần, thì võ lâm trị hậu đã nhầm đỉnh đầu của đình hạo bổ xuống một quả trượng, sức mạnh như long trời lở đất. đình hạo tính tình ngang ngạch. Tuy có ý định không muốn đấu liều nội lực, cuối cùng vẫn không chịu lép vế, dùng toàn lực hất kiếm tới đỡ. Một tiếng nổ như là sấm sét, hai bên cùng nhau lùi ra sau một bước. Tóc bạc của võ lâm trì hậu phất phơ tung bay múa không dừng. Đinh Hạo thì cảm thấy hai tay tê nhức. Đinh Hạo chẳng muốn kéo dài thời gian nữa, thoạt tiến một bước, liền hất kiếm tiến tới tấn công ngay. Thế rồi một trận ác chiến khốc liệt hiếm thấy ở trong võ lâm diễn ra lập tức. Bông kiếm bay lượn như là xẻ núi, kiếm khí rạch xé không khí, những tiếng vù vù kinh người. Hai luồng gió mạnh trượng kiếm giao nhau, làm tung tóe đất đá lên cao cả một vòng trời đen nghịt. Vì đinh hạo tránh cây quải trượng nặng nề đánh vào nhiều hơn, và chỉ lựa lúc sơ hở, nhẹ nhàng mà thôi. Cho nên, hắn đã thủ nhiều công ít, đến nỗi bị đối phương lấn áp, thối lùi lìa lịa, để võ lâm trì hậu hoàn toàn chiếm được lợi thế. Đinh Hào từ từ lùi tới cạnh tường, đã đến lúc không thể có chỗ lùi được nữa, mà thế công của võ lâm trì hậu càng lúc càng tấn công mãnh liệt hơn, thế đánh như lôi đình sấm sét, làm chấn động cả một vùng trời bao la. Đình Hào ở tình huống dồn vào chân tường, liền gom hết công lực bình sinh đụng liên tiếp ba quả trượng của đối phương nhưng mà hắn phát giác ngay, thế đánh của đối phương không còn hùng hậu như là lúc nãy nữa hắn biết đã đến lúc chín muồi liền hất kiếm tấn công tới tấp vào người đối phương bây giờ đình hạo đã xuất kiếm chủ công chiếm thế thượng phòng hoàn toàn cuộc ác chiến như vũ bão lại tiếp tục diễn ra một lúc quá lâu chiêu thức và trượng phòng của võ lâm trì hậu đã chậm chạp yếu ớt hơn nhiều còn kiếm thế của đình hạo càng lúc càng mãnh liệt kinh người một tiếng gầm hét như là sấm nổ. Võ Lâm Trì Hậu nhảy lui ra sau 7-8 thước, bà vai bị một đường rạch khoảng 3-4 tấc, máu chảy tua tủa. Y liền dùng tay điểm nhanh vào huyệt đạo cầm máu, chống ngược cây quay trượng dưới đất. Với gương mặt hung dữ nhìn trong chọc vào mặt Đinh Hạo, hình thù không khác gì một con hổ điền. Đinh Hạo cầm phần thắng trong tay, đương nhiên không để đối phương có cơ hội nhỏ nhỏ nào nghỉ ngơi được, lượn mình rượt tới, a à, một tiếng gầm giống kinh thiên táng đầm. Võ lâm trì hậu cùng cây trượng đã ghim dưới đất, thình linh xoay người tròn trên mặt đất một vòng, rồi nhảy trồm tới tấn công một cách huyền ảo. Y như là một con quái xà không bằng, đây có lẽ là cú sát thủ tuyệt chiều của Y rồi. Đinh Hạo cả kinh đang hất kiếm tới đỡ, nhưng mà muộn rồi. Thân quài trượng của Y đánh bạt mũi kiếm của Đinh Hạo và đầu quài trượng đã đánh trúng ngực phải của hắn một cú mãnh liệt như là sấm đánh. Tức thời hắn loạn choạng thụt lùi ra sau 4 năm bước, ự một tiếng chát chúa, phun ra một bụng máu tươi. Mặt mày choáng váng, mắt hoa không dừng. Võ lâm trì hậu lại gầm hét một tiếng nói. Toàn tú tải, hãy tiếp tà một trượng nữa này. đinh hào phấn chấn tinh thần lên, vùng kiếm giả đỡ. Âm một tiếng nổ vàng rội, thanh kiếm trong tay đinh hạo cơ hồ phải tuột khỏi tay bay đi. Đầu óc có tiếng kêu vèo vèo, khí huyết đảo lộn, thu lùi ra sau hai bước. Võ Lâm trì Hậu đóng cây quài trượng trong đất, lạnh lùng nói. Toàn tú tài, người quả thực là một địch thủ lợi hại nhất mà ta đã gặp trong cả cuộc đời của ta. Đình Hạo lập tấn chữ đình, trường kiếm trỏ xuống đất, không nói lời nào. Võ Lâm trì Hậu cười lạnh lùng rồi nói tiếp toàn tú tài Người cứ suy nghĩ kỹ lại xem nào Đình Hạo vẫn đứng ở thế chuẩn bị ra chiều Lạnh lùng nói Tài hạ không cần phải suy nghĩ nữa Luôn luôn chỉ nói một lời mà thôi Ngay lúc này Ba bà lão phụ trách đoạn hậu công việc hỏa táng thi hài Của các đệ tử trong bang Đã xong xuôi Và quay trở lại bước đến gần võ lâm trì hậu Cung kính chấp tay nói Bẩm thái thượng công việc hòa táng các đệ tử đã xong. Võ Lâm Tri Hậu gật đầu với bọn họ một cái, sau đó quay sang hướng Đình Hạo nói. Bây giờ, ta còn có một số công việc phải chuẩn bị đón đánh bọn Vọng Nguyệt Bảo. Công việc của hai ta tạm ngừng ở đây. Chúng ta hẹn lại một ngày khác sẽ tính sau. Người thấy thế nào? Đình Hạo nghe nói thoạt nghĩ thầm trong đầu óc. Mụ này quả thật là lợi hại. Ta cũng không thể nào cấp bách nhất thời đánh thắng lão được Và lại chẳng bao lâu nữa Những cao thủ của Kim Long Bang Sẽ lần lượt đổ xô về đây không sai Đồng thời Mình còn công việc phải đi về Ly Trần Đảo Để đưa Mai Ánh Tuyết đi chữa bệnh nữa Hắn nghĩ tới đây bẹn lành lùng nói Thôi được Tại hạ cũng có công việc đi gấp Nhưng mà tại hạ vẫn cảnh cáo với lão đại tỷ Tại hạ vẫn không quên câu nói lúc nãy Là tại hạ sẽ trả đúa gấp trăm lần đầu. Võ Lâm Trì Hậu bĩu môi nói, Nếu người có khả năng, thì cứ tìm lão bà bà ta tính toán cũng được. Đình Hạo quay người phi thân chạy đi, không nói lời nào. Mục đích hôm qua của mình là tính đi tìm lại túi da của Mai Ánh Tuyết. Không ngờ do phát giác hành tung của lãnh diện thần nì, nhất thời sinh tò mò theo dõi y tới đây và đã đụng phải biết bao sự biến cố. Chẳng mấy chốc Hắn đã vào tới tiểu trấn Chỉ thấy người qua lại tấp nập Phần nhiều là dân sống ở miền núi Và sự mua bán hàng hóa Phần nhiều cũng là thổ sản Tuy là tiểu trấn ở gần miền núi Nhưng chợ búa vẫn sầm uất náo nhiệt Có phần bán đầy đủ các thứ hàng hóa